Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Đức Thù rằng: Phật tử, chỗ Như Lai ngộ chỉ là một pháp, sao lại nói vô lượng các pháp hiện vô lượng cõi nước, giáo hóa vô lượng chúng, dễ nói vô lượng âm thanh, thị hiện vô lượng thân, biết vô lượng tâm, hiện vô lượng thần thông, chấn động khắp vô lượng thế giới, thị hiện vô lượng sự thù thắng trang nghiêm, hiển thị vô biên đủ thứ cảnh giới, mà trong pháp tánh tướng khác biệt này đều bất khả đắc. Sau khi Bồ Tát Bảo Thù nói bài kệ xong, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Đức Thù Tịnh Pháp hỏi: Phật tử, Như Lai thành đạo, pháp chứng đắc được chỉ là một pháp, tại sao Như Lai nói pháp thì chẳng nói một pháp mà nói vô lượng các pháp, khi giáo hóa chúng sinh thì lại hiện ra vô lượng cõi Phật giáo hóa vô lượng chúng sinh, khi diễn nói thì lại dùng vô lượng âm thanh, lại thể hiện vô lượng thân Phật, bao nhiêu tâm chúng sinh Phật đều biết đều thấy, lại hiện vô lượng thần thông, lại phải chấn động khắp vô lượng thế giới, lại thể hiện vô lượng đạo tràng thù thắng trang nghiêm, lại hiện ra vô lượng cảnh giới, mà ở trong pháp tánh những tướng khác biệt như thế đều bất khả đắc. Vì pháp tánh là không, cho nên có đủ thứ những tướng đó. 10 vấn đề này là nguyên nhân gì? Xin Ngài từ bi nói cho rõ ràng để cho tất cả chúng sinh đều thấu rõ nghĩa chân thật của pháp. Bấy giờ Bồ Tát Đức Thù dùng kệ đáp rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Đức Thù dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù hỏi. Những nghĩa Phật tử hỏi thâm sâu khó hiểu rõ, bậc trí mới biết được, thường ưa công đức Phật. Bồ Tát Đức Thù nói: Phật tử, nghĩa lý mà Ngài hỏi là đạo lý rất thâm áo, chẳng dễ gì hiểu đặng, chỉ có những bậc trí huệ mới minh bạch được đạo lý này, mới luôn luôn ưa thích công đức tu hành của Phật tu. Ví như tánh đất một, chúng sinh ở khác nhau, đất chẳng nghĩ một khác, pháp chư Phật như vậy. Pháp của Phật chứng đắc, pháp của Phật diễn nói đều là một thứ pháp, nhưng thiên biến vạn hóa có chỗ khác nhau, ví như tánh của đất là một, chẳng có gì khác biệt, hết thảy chúng sinh ở trên đất đều khác nhau, đất chẳng nghĩ chúng sinh này ở chỗ nào, chúng sinh kia ở chỗ nào, đất đai chẳng có nghĩ một niệm, cũng chẳng có nhiều niệm, pháp của chư Phật cũng giống như thế, chẳng có khác biệt, mà là chúng sinh có sự phân biệt, cho nên tạo ra rất nhiều vấn đề, đây là trả lời vấn đề vô lượng cõi. Cũng như tánh lửa một hay thiêu tất cả vật, ngọn lửa chẳng phân biệt, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như nước biển, cũng là một tánh, tuy có ngàn vạn sóng ba đảo, sóng phía sau theo sóng phía trước, có đủ thứ sóng khác nhau, nhưng tánh nước giống nhau chẳng có gì khác biệt. Pháp của chư Phật đắc được, pháp của chư Phật nói cũng như vậy, đây là trả lời vấn đề vô lượng pháp. Cũng như tánh gió một hay thổi tất cả vật, gió chẳng nghĩ một khác, pháp chư Phật như vậy. Cũng như gió, bổn tánh của nó là một, tuy bổn tánh là một, nhưng hay thổi tất cả mọi vật, mỗi mỗi đều có sức của nó, gió nhẹ thì thổi hoa cỏ cây cối, gió mạnh thì thổi vũ trụ vạn vật, tự tánh của gió chẳng có gì khác biệt, rằng đây là vật lớn, kia là vật nhỏ, hoặc nọ là nhiều hơn một chút, đây thì ít một chút. Bổn thân của gió chẳng có nghĩ như thế, chẳng có một, cũng chẳng có nhiều, một nhiều không lập. Pháp của chư Phật chứng, pháp của chư Phật nói, cũng đồng đạo lý đó, chẳng có khác biệt. Đây là trả lời vấn đề vô lượng thế giới. Cũng như mây sấm lớn, mưa khắp hết tất cả, thấm nhuần chẳng khác biệt, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như mây sấm lớn, hư không ùn ùn mây nổi, mưa xuống ầm ầm, sấm chớp đùng đùng, mới mưa xuống tất cả đại địa, nước mưa thấm nhuần chẳng có gì khác biệt, vì tánh là một. Cây lớn dễ lớn thì thấm nhuần nước mưa một chút, và cỏ dễ nhỏ thì đượm nhuần nước mưa ít một chút. Hết thảy các vật đều đắc được sự đượm nhuần của mình, chứ chẳng phải là mưa khác nhau. Pháp của chư Phật cũng giáo hóa chúng sinh như thế, cho nên hết thảy chúng sinh đều đắc được pháp ích mình đáng đắc được. Đạo lý này cũng giống như mưa, đây là trả lời vấn đề vô lượng âm thanh. Cũng như đất một tánh hay sinh đủ thủ mầm, đất chẳng có gì khác, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như tánh của đất đai là một,
hay sinh ra nhiều thứ thực vật, hoa cỏ, cây cối, ngũ cốc, vân vân. Đây chẳng phải là đất đai có sự phân biệt, mà là chính thực vật có sự khác nhau, pháp của chư Phật cũng đồng đạo lý ấy. Đây là trả lời vấn đề vô lượng sự trang nghiêm. Như mặt trời không mây, chiếu khắp nơi mười phương, ánh sáng chẳng khác tánh, pháp chư Phật như vậy. Giống như ngày trời tốt, chẳng có đám mây nào, ánh sáng mặt trời chiếu khắp mười phương thế giới. Tuy ánh sáng chiếu khắp, nhưng bổn tánh của ánh sáng chẳng có gì khác biệt. Pháp của chư Phật giáo hóa chúng sinh cũng như vậy, đây là trả lời vấn đề vô lượng tâm. Như mặt trăng trên không, thế gian thầy đều thấy, mặt trăng chẳng đến đi, pháp chư Phật như vậy. Cũng giống như mặt trăng ở trên hư không, hết thảy chúng sinh thế gian đều thấy được mặt trăng, chẳng phải mặt trăng đến ở trước mặt chúng sinh để cho họ thấy, mà là mặt trăng ở trên hư không, cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. Pháp của chư Phật cũng đồng đạo lý ấy, đây là trả lời vấn đề vô lượng thần thông. Ví như đại phạm thiên, ứng hiện đầy tam thiên, mà thân chẳng khác biệt, pháp chư Phật như vậy. Ví như đại phạm thiên, ứng hiện thân của ông ta đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả trời người đều thấy được, song thân của ông ta chẳng có phần thân, chẳng có phân biệt, pháp của chư Phật cũng như thế, chẳng có phân biệt, đây là trả lời về vấn đề vô lượng thân. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Mục Thủ rằng, Phật tử, dụ phước của Như Lai bình đẳng không khác, mà sao thấy chúng sinh bố thí quả báo chẳng giống nhau, nào là đủ thứ sắc, đủ thứ hình, đủ thứ nhà, đủ thứ căn tánh, đủ thứ tài, đủ thứ chủ nhân, đủ thứ quyến thuộc, đủ thứ chức quan, đủ thứ công đức, đủ thứ trí huệ, mà Phật đối với những nơi đó tâm đều bình đẳng, chẳng nghĩ riêng khác. Sau khi Bồ Tát Đức Thù nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Mục Thủ thỉnh pháp hỏi rằng, Phật tử, dụ phước của Như Lai tu là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Tại sao sự bố thí của chúng sinh đắc được quả báo chẳng giống nhau? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài nói rõ. Mỗi loài chúng sinh đều có đủ thứ nhan sắc khác nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau, có đủ thứ chủ nhà khác nhau, có đủ thứ căn tánh khác nhau, có đủ thứ tài bảo khác nhau, có đủ thứ chủ nhân khác nhau, có đủ thứ quyến thuộc khác nhau, có đủ thứ chức quan khác nhau, có đủ thứ công đức khác nhau, có đủ thứ trí huệ khác nhau, mà Phật đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có hai sự suy nghĩ. 10 vấn đề này xin Ngài từ bi vì chúng tôi mà giải thích một phen. Ruộng phước là thuở xưa khi Phật tu hành, thì tu phước tu huệ, phước thành tựu giống như thừa ruộng. Chúng sinh ở trước Tam Bảo tu bố thí, tức là gieo trồng phước điển, cho nên Tam Bảo là ruộng phước của chúng sinh, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Ở trong Tam Bảo thì Phật là bậc nhất, cho nên Phật có thể khiến cho chúng sinh gieo phước, Tăng là đệ tử của Phật, có thể gọi là phước điển Tăng. Chúng sinh muốn làm công đức thì phải gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo mới đắc được phước báu. Nhưng phải bố thí khắp, đừng có tâm phân biệt, do đó có câu. Dòng bùn tuy không thể mưa xuống, nhưng cầu mưa phải cầu nơi dòng bùn. Phạm tăng tuy không thể ban phước, nhưng gieo phước phải gieo nơi phạm tăng. Dùng bùn để nắng dòng, dòng bùn vốn không thể làm mưa, nhưng khi cầu mưa thì nhất định phải đến trước dòng bùn để cầu mưa. Bạn ở trước dòng bùn thành tâm cầu khẩn, thì dòng thật sẽ cảm hóa mà nổi mây làm mưa xuống. Vào xuân năm 1977, nước Mỹ hạn hán rất lâu mà không có mưa, mạch nước khô cạn, dùng nước bị hạn chế lại. Hòa thượng Tuyên Hóa từ bi khuyến khích các đệ tử đến công viên cầu vàng Golden Gate ở San Francisco cử hành pháp hội cầu mưa. Lúc đó có các cư sĩ tự động tham gia, công đức viên mãn. Sang trưa ngày sau, trên bầu trời đột nhiên nổi mây, tưới xuống nước cam lồ, giải trừ nước khô cạn. Sự cảm ứng này khiến cho mọi người kinh ngạc. Các nhà khoa học khắp nơi, các nhà thiên văn đều hớn hở vui mừng đứng nhìn, cho rằng là bất khả tư nghị. Do đó, thành khẩn hết lòng, sát đá cũng tan. Người xuất gia chưa chứng quả vẫn là phàm tăng, đã chứng quả thánh
mới là thánh tăng. Phàm tăng không thể ban phước cho chúng sinh, nhưng chúng sinh cầu phước phải cầu ở trước phàm tăng. Bạn đến cầu phước ở trước nơi phàm tăng thì thánh tăng cũng biết sẽ ban phước ở trước phước điển tăng thanh tịnh. Mới có công đức sẽ có phước báo. Phước điển tăng thanh tịnh là gì? Tức là chẳng tham tài, chẳng háo sắc, chẳng ham danh, chẳng cầu lợi, chẳng có những tư tưởng nhiễm ô đó. Tức là phước điển tăng thanh tịnh, thậm chí còn chẳng giữ tiền bạc. Tức là tay chẳng dở mó tiền bạc. Phàm là tăng dở mó tiền bạc thì không thể nói là thanh tịnh. Tại sao? Vì tiền là vật dơ bẩn nhất trên thế gian, có hàng ngàn vạn vi trùng ở trên tờ giấy tiền. Luồn luồn chấp trước tiền thì chẳng thanh tịnh. Tóm lại, thanh tịnh tức là chẳng cần tiền, cần tiền thì chẳng thanh tịnh. Nói đi rồi nói lại, không nhất định là tay không cầm tiền, tức là đừng tham luyến tiền, đừng chấp trước tiền, tức là thanh tịnh, phước điển tăng. Bạn thanh tịnh thì mới là dụ phước cho chúng sinh gieo vào. Bấy giờ Bồ Tát Mục Thù dùng kệ đáp rằng, lúc đó Bồ Tát Mục Thù dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi. Ví như đất là một, theo loài giống sinh mầm, đất chẳng có oán thân, ruộng phước Phật cũng vậy. Ví như đất đai là một chẳng có phân biệt, tùy theo hạt giống gieo trồng thầy đều sinh ra mầm khác nhau. Đất đai chẳng nói, tôi chán ghét bạn, chẳng để cho bạn sinh mầm, cũng chẳng nói, tôi hoàn thành bạn, để cho bạn sinh mầm, lớn lên cho sum suê. Đất đai chẳng có phân biệt kẻ oán người thân, mà là đều bình đẳng. Phật là dụng phước của chúng sinh gieo trồng cũng như thế, chúng sinh căn tánh ra sao thì sinh ra mầm như thế. Lại như nước một vị, do đồ chứa khác nhau, dụng phước Phật cũng vậy, vì tâm chúng sinh khác. Lại giống như nước là một vị, vì đồ chứa vuông tròn mà có sự phân biệt. Đổ nước vào đồ chứa hình vuông thì nước là hình vuông, đổ nước vào đồ chứa hình tròn thì nước là hình tròn. Chẳng phải nước có sự phân chia mà là đồ chứa khác biệt. Dụng phước của Phật cũng như vậy, tùy theo công đức của chúng sinh mà đắc được dụng phước đáng đắc được. Vì khi chúng sinh cầu phước thì tâm có xí đồ khác nhau, cho nên phước báu cũng khác nhau. Cũng như nhà huyễn thuật hay khiến người hoan hỉ, phước điển Phật cũng vậy, khiến chúng sinh kính vui. Cũng giống như nhà huyễn thuật, biến hóa ra trăm ngàn tướng huyễn kỳ quái, khiến cho người xem hớn hở vui mừng, sinh tâm hoan hỷ, cảm thấy kỳ dị. Phước điển của Phật cho chúng sinh gieo vào, cũng khiến cho tâm chúng sinh sinh niềm cung kính hoan hỷ, mà sinh tu Phật Pháp nỗ lực học tập. Như có vua tài trí, hay khiến đại chúng vui, phước điển Phật cũng vậy, khiến chúng đều an lạc. Giống như ông vua có tài năng, có trí huệ, ông ta trị vì đất nước được thái bình, chẳng có chiến tranh, do đó đau thương bỏ vào kho, ngựa thả ra đồng núi, nhân dân đều vui mừng. Một ông vua có đạo lý thì nhân dân đều được nhờ. Dụng phước của Phật cho chúng sinh cũng như thế, khiến cho chúng sinh đều được an lạc. Ví như gương sáng sạch theo màu mà hiện hình, dụng phước Phật cũng vậy, theo tâm được các báo. Ví như tấm gương trong sáng sạch sẽ thì tùy theo tất cả sắc tướng mà hiện ra hình bóng, dụng phước của Phật cũng thế, tùy theo tâm của chúng sinh mà đắc được tất cả quả báo. Do đó nhân nào quả đó, chống nhân gì thì được quả đó, tùy theo tâm tạo nghiệp mà thọ quả báo. Đây là luật nhân quả muôn đời không thay đổi. Như thuốc A Yết Đà chữa khỏi tất cả độc, dụng phước Phật cũng vậy, diệt các độc phiền não. Giống như thuốc A Yết Đà dịch tả phổ khứ, hay trừ khử khắp tất cả độc phiền não, bất cứ là độc gì, nó cũng đều chữa khỏi. Dụng phước của Phật cũng vậy, hay diệt trừ ba độc tham sân si và tiêu trừ được độc phiền não. Cũng như mặt trời mọc, chiếu sáng nơi thế gian, dụng phước Phật cũng vậy, diệt trừ các đen tối. Lại giống như khi mặt trời mọc lên, chiếu sáng khắp thế gian, đều đắc được sự lợi ích của ánh sáng mặt trời, khiến cho vạn vật sinh trưởng. Dụng phước của Phật cũng vậy, phá được vô minh của chúng sinh, khiến cho phiền não biến thành bồ đề, cho nên sức lực dụng phước của Phật rất lớn. Như mặt trăng tròn sáng, chiếu khắp nơi đại địa, dụng phước Phật cũng vậy, bình đẳng khắp mọi nơi. Lại giống như trăng rằm trong sáng, chiếu khắp đại địa,
Nó chẳng có tâm phân biệt, chẳng lựa chọn nơi nào sạch, nơi nào dơ, mà chiếu khắp hết thảy. Dụng phước của Phật cũng thế, chiếu khắp tâm của chúng sinh ở trước Phật trong phước đồng đều, thì đắc được phước báo bình đẳng. Ví như gió Tỷ Lam, chấn khắp nơi đại địa, dụng phước Phật cũng vậy, động ba cõi chúng sinh, giống như uy lực của gió Tỷ Lam, rất mau lẹ mãnh liệt, lợi hại hơn là gió bão ngàn vạn lần, nó có thể chấn động đại địa, dụng phước của Phật cũng vậy, cho chúng sinh ba cõi gieo trồng phước, có thể chấn động ba cõi chúng sinh. Tuy nhiên gió Tỷ Lam có uy lực rời núi lấp biển, nhưng thổi chẳng bay công đức của con người. Lúc Phật còn ở đời, thì có một vị thí chủ cúng dường 100 lít dầu để đốt đèn ở trước Đức Phật, xong cái đèn dầu đó sáng bất thường, có lúc tự tắt đi. Một ngày nọ có người ăn mày, đem hết số tiền có được đi mua 1 lít dầu để cúng dường Phật. Vị sư hương đang dùng dầu đó đốt đèn, thì cái đèn đó cả đêm sáng mãi thổi chẳng tắt. Vị sư hương đang cảm thấy kỳ lạ, tôn giả Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất, đích thân đi thổi đèn, cũng thổi chẳng tắt. Do đó, bèn dùng gió Tỷ Lam để thổi, tuy đèn dầu nhỏ nhưng càng thổi càng sáng. Lúc đó, tôn giả Mục Kiền Liên cảm thấy ngạc nhiên, bèn thỉnh hỏi Đức Phật là nhân duyên gì. Đức Phật nói, thí chủ trước kia, ông ta là người giàu có, đem 100 lít dầu đến cúng, mà coi như là một đồng tiền. Còn người ăn mày đó cúng dường 1 lít dầu, đây là tiền tích lũy một đời của ông ta, đem ra mua dầu, cho nên cháy mãi không tắt, vì công đức vô lượng, dù có gió Tỷ Lam thổi cũng không tắt. Chúng ta làm công đức phải có tâm thành, đừng có tâm xí đồ, thì mới có công đức lớn, nếu có sự mong cầu, thì công đức sẽ nhỏ, cho nên người giàu làm công đức không nhất định là công đức thật, chẳng có tiền mà làm công đức, đó mới là công đức thật. Ví như có nhiều tài sản cúng dường mấy triệu đồng, thì giống như một sợi lông của con bò. Người chẳng có tiền, nghèo, đem số tiền làm công mỗi ngày kiếm được toàn bộ cúng dường, đây mới là làm công đức. Nếu có người vì danh vì lợi mà làm công đức, thì đó chỉ là phước báo của trời người, chứ chẳng phải là công đức cứu kính. Nếu chẳng mong cầu gì tận hết khả năng mà cúng dường, thì đó mới là công đức vô lượng. Ví như lửa lớn cháy, thiêu hết tất cả Phật, dụng phước Phật cũng vậy, thiêu hết pháp hữu vi. Ví như lửa lớn nổi dậy, thiêu hết tất cả vật chất có hình có tướng, dụng phước của Phật cũng vậy, thiêu sạch hết tất cả pháp hữu vi. Bấy giờ Bồ Tát Vần Thủ Sư Lợi hỏi Bồ Tát Cần Thủ rằng, Phật tử, Phật giáo là một, sao có chúng sinh thấy được, chẳng lập tức đoạn trừ tất cả các phiền não trói buộc để được giải thoát, nhưng nơi sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô mình tham ái chẳng có khác biệt. Vậy thì Phật giáo nơi các chúng sinh hoặc có lợi ích hoặc không có lợi ích. Sau khi Bồ Tát Mục Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hướng về Bồ Tát Cần Thủ thỉnh pháp hỏi rằng, Phật tử, giáo pháp của Phật nói chỉ có một, hết thảy chúng sinh thấy Phật nghe pháp đều như nhau, tại sao có chúng sinh nghe pháp thì lập tức đoạn được tất cả phiền não, tại sao có chúng sinh nghe pháp mà không thể lập tức đoạn trừ tất cả phiền não, đây là nhân duyên gì? Nếu đoạn trừ tất cả phiền não trói buộc, thì sẽ thoát khỏi phiền não chẳng có tình ái, không bị năm uẩn các pháp trói buộc, song uẩn có hình sắc, uẩn có lãnh thọ, uẩn có tư tưởng, uẩn có hành vi, uẩn có phân biệt, lại có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và vô minh, ái, tham, chúng sinh trong tam giới đều như nhau chẳng có phân biệt, mà giáo pháp của Phật là một, vì sao giáo hóa tất cả chúng sinh, người có được lợi ích thì sẽ lập tức đoạn trừ được vô minh và tham ái mà thoát khỏi tam giới. Song có những chúng sinh cũng nghe Phật thuyết pháp như nhau, tại sao chẳng đắc được lợi ích, chẳng thoát khỏi được tam giới? Đây là đạo lý gì? Xin ngài Tử Bi diễn nói đạo lý này. Bấy giờ Bồ Tát Cần Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó Đại Bồ Tát Cần Thủ dùng bài kệ để trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hỏi. Phật tử khéo lắng nghe, nay tôi như thật đáp, có người sớm giải thoát, có người khó thoát khỏi.
Bồ Tát Cần Thủ nói, Phật tử, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe, bây giờ tôi căn cứ theo vấn đề của Ngài, thật thật mà trả lời. Hoặc có những chúng sinh nghe pháp môn của Phật nói thì mau chóng đã được giải thoát. Đây là nguyên nhân gì? Vì trong quá khứ thì họ đã gieo trồng căn lành, nên căn lành tăng trưởng, hoặc đã chín mùi, cho nên một khi nghe được Phật nói pháp thì sớm sẽ đã được giải thoát. Đây là vì trồng đủ căn lành mới có sự thành tựu như thế. Hoặc có chúng sinh trong quá khứ chẳng gieo trồng căn lành, bây giờ mới nghĩ trồng căn lành, tuy nghe được Phật nói pháp nhưng cũng không thể lập tức đoạn trừ tất cả phiền não trói buộc, chẳng dễ gì thoát khỏi tam giới, chẳng thể lập tức đắc được giải thoát. Nếu muốn cầu trừ diệt vô lượng các tội ác, nên ở trong Phật pháp dũng mãnh thường tinh tấn. Giả sử có chúng sinh hy vọng sớm trừ diệt vô minh phiền não và mê hoặc tham ái và tất cả vô lượng vô biên tội lỗi nghiệp ác, thì nên đối với Phật pháp dũng mãnh tinh tấn, chẳng những một thời tinh tấn mà luôn luôn tinh tấn. Do đó có câu, ngày sáu thời luôn luôn thường tinh tấn, thần tinh tấn thì chẳng làm các việc sát hại trộm cắp tà dâm, tâm tinh tấn thì chẳng có tâm tham sân si. Tóm lại, thần tinh tấn là xin tu giới định huệ, tâm tinh tấn là diệt trừ tham sân si, tức là phải dũng mãnh tinh tấn tiến về trước, đừng giải đãi thối lùi về sau, như thế thì sẽ đoạn trừ tất cả vô minh và tham ái, đắc được giải thoát. Gốc rễ phiền não của chúng sinh là do tham sân si mà ra, khi ba độc này phát sinh tác dụng, thì đối với thân sẽ có hành vi sát hại trộm cắp tà dâm, đối với miệng thì nói dối, vân vân các nghiệp ác, không sát hại, tức là giới sân, phàm là có tư tưởng giết hại, đều là do sân hận mà ra. Chẳng trộm cắp, tức là giới tham, phàm là sinh ý niệm trộm cắp, đều là do tham lam mà ra. Không tà dâm, tức là giới si, phàm là sinh tâm dâm, đều là do ngu si mà ra. Tất nhiên biết công dụng của giới, thì phải tu định học. Định là gì? Tức là chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có vọng tưởng. Trước hết bắt đầu trong đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi bốn oai nghi lớn, phải luôn luôn cẩn thận, đừng tham, đừng ái, thì tự nhiên tâm sẽ vắng lặng như nước, chẳng có sóng. Sau đó tham thiền đà tọa, tụng kinh lễ Phật, thì thân tâm sẽ thanh tịnh. Lúc đó một niệm không sinh, một hạt bụi không nhiễm, thì tự nhiên trí huệ sẽ hiện tiền. Đây tức là huệ. Trần tâm thanh tịnh của chúng ta giống như tấm gương, bất quá bị bụi trần vô minh che lấp, mất đi ánh sáng không thể chiếu vật được. Chúng ta dùng công phu tu hành là tẩy trừ bụi bặm trên tấm gương thì tự nhiên sẽ hiện ra ánh sáng chiếu soi mọi vật. Cho nên thần tú đại sư nói, thời thời thường lau chùi đình để dính bụi bặm. Ví như đống lửa nhỏ, củi ướt khiến lửa tắt, ở trong giáo pháp Phật người giải đãi cũng thế. Giống như dùng lửa nhỏ để thiêu đốt củi ướt thì lửa đó sẽ tắt sớm. Tại sao? Vì phần nước của củi ướt đó thắng hơn tánh lửa, lửa chẳng có sức thiêu đốt cho nên bị tắt. Ở trong Phật giáo, nếu giải đãi chồng tu hành thì cũng giống như đạo lý đốt lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt chẳng có sự thành công. Lửa nhỏ là đại biểu chẳng tinh tấn tu hành, củi ướt là đại biểu cho nghiệp chướng sâu nặng. Nếu tu hành chút chút thì làm sao tiêu trừ nghiệp nặng, làm sao sinh ra lửa trí huệ, làm sao dứt hẳn vô minh tham ái. Vì bạn vốn chẳng muốn đoạn trừ, cho nên chẳng dụng công tu hành. Nếu bạn dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi, thì tất cả phiền não sẽ tiêu trừ sạch sẽ. Lửa nhỏ không thể tiêu đốt củi ướt, song củi khô sẽ rất dễ dàng tiêu đốt, nghĩa là vô minh và tham ái của chúng ta bị lửa lớn trí huệ tiêu sạch. Phàm là người giải đãi chẳng tu hành thì cũng giống như đạo lý lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt. Như rủi cây lấy lửa, chưa được mà dừng nghỉ, tánh lửa theo đó diện, người giải đãi cũng vậy. Giống như rủi cây để lấy lửa, dùng hòn đá rủi ở trên gỗ, lâu dần thì sẽ được lửa, xong rủi một lúc, lửa sắp phát hiện, thì dừng nghỉ một chặp. Lại rủi một lúc rồi nghỉ, như thế thì lửa cũng theo đó mà diệt mất, vĩnh viễn chẳng sinh ra lửa. Học Phật pháp cũng đồng đạo lý đó, tinh tấn một lúc, giải đãi một lúc, tinh tấn giải đãi, chẳng quá triệt thủy chung thì không thể có sự thành tựu.
Người tu hành tinh tấn lại tinh tấn sẽ có một phút cuối cùng nào đó sẽ khai ngộ. Đáng tiếc người tu hành đến một giây phút cuối cùng nào đó thì cảm thấy quá mệt mỏi, dừng nghỉ một chặp, già ngày mai lại tinh tấn cũng chẳng muộn. Biết đâu tại một niệm đó để mất đi cơ hội khai mở ngũ nhãn lục thông. Do đó có câu tất cả là khảo nghiệm, nhìn xem bạn làm thế nào. Trước mắt chẳng nhận thức, hãy luyện lại từ đầu. Tức là đạo lý này, nghĩ muốn rủi cây lấy lửa, khi lửa chưa hiện mà dừng nghỉ thì chẳng hy vọng lấy được lửa. Muốn cầu được lửa thì lại rủi tiếp, rồi đến lúc lửa sắp hiện thì lại dừng nghỉ, do đó lại mất đi cơ hội, lại phải rủi lại từ đầu. Như người cầm ngọc châu, không dùng vật tiếp bóng, chọn không thể được lửa, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người tay cầm nhật châu là kính nồi, kính núp hay hấp thu ánh sáng mặt trời thành điểm cháy, đem điểm cháy chiếu vào vật dễ cháy thì sẽ sinh ra lửa. Nếu chỉ có kính nồi và ánh sáng mặt trời mà chẳng có đồ dễ bốc cháy thì dù có chiếu thời gian bao lâu cũng chẳng sinh ra lửa. Cho nên nói, không dùng vật tiếp bóng, điểm cháy thì chẳng thể nào được lửa. Nhật châu đại biểu cho Phật Pháp, vật dễ cháy đại biểu cho tinh tấn. Người học Phật Pháp giải đãi làm biếng chẳng tinh tấn thì chẳng thể nào thành tựu. Tóm lại, phiền não chẳng dứt thì trí huệ không hiện. Tại sao chúng ta phải tu đạo? Tức là dứt phiền não cầu trí huệ. Có trí huệ rồi thì chẳng còn tạo nghiệp, chẳng thọ quả báo. Như mặt trời nắng gắt, trẻ con nhắm đôi mắt, bảo lạ sao không thấy, người giải đãi cũng vậy. Ví như mặt trời nắng gay gắt, chiếu khắp đại địa, xong trẻ con nhắm mắt lại, còn nói, tôi chẳng nhìn thấy mặt trời màu đỏ. Chúng nhắm mắt lại thì làm sao mà nhìn thấy mặt trời? Một số chúng sinh biết có Phật Pháp mà chẳng chịu tu hành, cũng giống như thế, thật là đáng thương xót. Mặt trời đại biểu cho Phật Pháp, trẻ con vô tri đại biểu cho chúng sinh ngu si, nhắm mắt đại biểu cho giải đãi. Mặt trời chiếu khắp đại địa, chẳng có chỗ nào mà không chiếu tới, song nhắm mắt cho nên chẳng thấy mặt trời. Ở trong Phật giáo, mình bạch đạo lý Phật Pháp mà chẳng nương theo Pháp tu hành, thì giống như nhắm mắt chẳng thấy mặt trời là lý giống nhau. Như người không tay chân, muốn dùng cỏ làm tên, bán phá khắp đại địa, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người chẳng có tay cũng chẳng có chân, song tâm nghĩ muốn dùng cỏ hoang làm mũi tên để bắn phá đại địa. Vọng tưởng đó có phải là người ngu nói mộng chăng? Làm sao có thể thành sự thật? Việc vốn chẳng làm được, người giải đãi chẳng tu hành, cũng như thế không thể nào thành tựu. Chẳng có tay chân, tức là chẳng tu hành, mà muốn dùng tên trí huệ để bắn phá tất cả vô minh, đó chẳng phải là người ngu vọng tưởng chăng? Chẳng có chân tay, thì làm sao mà dương cung bắn tên, làm sao mà tiến về trước lùi về sau, ngày ngày giải đãi, ngày ngày phóng dật, tâm khỉ ý ngựa thu chẳng được, chẳng có giới lực, chẳng có định lực, chẳng có huệ lực, thì làm sao mà khai ngộ? Như dùng một sợi lông để lấy hết nước biển, muốn khiến cạn sạch khô, người giải đãi cũng vậy. Giống như dùng nơi đầu một sợi lông, muốn lấy sạch nước biển, khiến cho khô cạn, trừ khi có thần thông thì miễn bàn tới, bằng không thì vốn chẳng thể nào làm được. Đây là nói nhận thức được một chút đối với Phật Pháp, thì nghĩ muốn đắc được lợi ích lớn, đây chẳng phải là vọng tưởng chăng? Suốt ngày giải đãi chẳng tu hành, thì làm sao mà phá trừ vô minh phiền não chấp trước vọng tưởng, tham ái mê hoặc? Cứ nghĩ tìm tiện nghi, phí sức ít thu hoạch nhiều, phải biết thiết hạ, chẳng có việc chẳng mệt nhọc mà được thu hoạch. Do đó có câu, trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Chẳng thể nào ở trên trời rớt bánh xuống, vốn chẳng thể nào có việc đó. Người giải đãi chẳng tinh tấn tu hành, thì giống như ngu si, dùng đầu một sợi lông, lấy hết nước biển. Lại như kiếp lửa cháy, muốn dùng chút nước mắt, ở trong nơi Phật Pháp, người giải đãi cũng vậy. Lại giống như lúc kiếp lửa nổi dậy, đất đai đều bị thiêu đốt biến thành lò lửa lớn. Muốn dùng một giọt nước để dập tắt kiếp lửa thì chẳng thể nào làm được. Ở trong Phật giáo mà chẳng tu hành thì cũng giống như muốn dùng chút nước để dập tắt kiếp lửa, chẳng thể nào được.
Nếu như một xe củi cháy chỉ dùng một ly nước để cứu hỏa, thì có dập tắt được lửa chăng, người giải đãi chẳng tinh tấn thì cũng như thế. Thời gian kiếp họa sẽ phát sinh một lần nạn lửa lớn. Nạn lửa này chẳng những hủy diệt địa cầu mà thiêu hủy trời sơ thiền, tức là sắc giới phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, cho nên gọi là kiếp lửa. Tại sao lại có kiếp lửa như thế? Vì đến thời kỳ kiếp hoại, tâm của con người quá xấu xa, nghiệp chướng quá nặng, lòng vương phẫn nộ chẳng mưa xuống, đại địa nóng bức, có cây chẳng sinh trưởng. Lúc đó hư không xuất hiện bảy mặt trời, đồng thời chiếu xuống đại địa, nước biển cũng khô cạn, do đó phát sinh lửa lớn. Một khi thiêu sẽ thiêu hủy đến cõi phạm thiên, khi 20 tiểu kiếp lửa qua rồi, thì đến kiếp không, đại địa tất cả đều không, chẳng còn vật gì cả. Khi 20 tiểu kiếp không qua rồi, thì đến kiếp thành, bắt đầu dần dần thành tựu địa cầu. Trải qua 20 tiểu kiếp rồi, thì người trời ở cõi trời Quang Âm lại du hành đến địa cầu. Lúc đó nước cam lồ ở địa cầu rất ngọt, người trời uống quá nhiều nên bị say, mất đi thần túc thông, không thể trở về trời được nữa, cho nên mới ở lại thế gian trở thành thủy tổ của loài người. Đây là trụ kiếp bắt đầu. Như người nhìn hư không, ngồi yên chẳng lay động, mà nói bay đi khắp, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người nhìn thấy hư không, ngồi yên ở đó mà thân chẳng lay động, bèn nói, tôi có thể đằng vân giá vũ, đi đến hư không, hết thảy chỗ hư không đều có dấu chân của tôi. Đạo lý này, ngoại trừ Phật Bồ Tát, chẳng có. Hư không đại biểu cho Phật Pháp, ngồi yên đại biểu cho giải đãi. Thấy được Phật Pháp mà chẳng tu hành Phật Pháp, thì quả vị gì cũng chẳng đắc được. Người chẳng tu hành mà tự mình còn nói, tôi chứng được tứ quả A-la-hán, hoặc tôi chứng được thập địa Bồ Tát, đây là tự mình chụp mũ cho mình, tự mình an ủi mình, tức cũng là tự mình lừa gạt người. Giống như vào thời vua A Dục, có vị tỳ kheo đại thiên, tự mình chẳng chứng quả mà lừa gạt đệ tử nói y đã chứng quả. Đây là ngồi yên chẳng lay động, mà nói dối là bay đi khắp, là chẳng có sở thành tựu. Những ví dụ ở trên rất là quan trọng, chúng ta học Phật Pháp phải cần đọc mặc niệm để làm cảnh sách, để tỉnh trích mình, không thể qua loa. Thầy khác phải nhận chân tu hành, không thể giải đãi. Học Phật Pháp phải tự cường bất tức, tu hành thực tiễn. Học Phật Pháp phải tự cường bất tức, cùng hành thực tiễn, phải thấu triệt là cây to từng ngày lớn lên, là mã là từng ngày kiến trúc, Phật Pháp là từng ngày tu thành. Do đó có câu, người có chí việc sẽ thành, tu một phút thì có một phút công đức. Công đức tròn thì tự nhiên sẽ thành tựu, do đó có câu, khối sát mài thành kim, công đáo tự nhiên thành. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Pháp Thù rằng, Phật tử, như Phật nói, nếu có chúng sinh thọ trì chánh pháp, tất sẽ dứt trừ tất cả phiền não. Tại sao có người thọ trì chánh pháp mà chẳng dứt trừ phiền não? Theo thế lực của tham sân si, theo ngạo mạn, theo sự che đậy, theo sự căm phẫn, theo sự oán hận, theo sự đố kỵ, theo sự keo kiệt, theo sự lừa dối, theo sự xiểm nịnh xoay chuyển, không rời nơi tâm. Người hay thọ trì pháp, tại sao lại ở trong tâm hành khỏi các phiền não? Sau khi Bồ Tát Cần Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hướng về Bồ Tát Pháp Thủ để thỉnh pháp, bèn hỏi, Phật tử trước kia Phật đã từng nói, nếu như có chúng sinh hay thọ nơi tâm chỉ nơi thân theo pháp tu hành, thì sẽ hoàn toàn dứt trừ hết thảy tất cả phiền não. Vậy tại sao có chúng sinh hay thọ trì chánh pháp mà phiền não chẳng dứt trừ, vô minh không thể phá trừ? Đây là đạo lý gì? Hy vọng Ngài hãy khai thị. Một số người tu hành thọ trì chánh pháp, song tâm tham vẫn chưa dứt, tâm sân cũng chưa dứt, tâm si càng chưa dứt. Chẳng những chưa dứt, mà còn chạy theo nó, lại chạy theo cống cao ngã mạn, lại chạy theo phiền não che đậy, có lỗi chẳng dám nhận, chẳng dám sám hối, sợ người biết. Như thế sẽ che đậy tội nghiệp, vĩnh viễn chẳng tiêu trừ, lại chạy theo phẫn nộ phiền não, tâm chẳng bình là phẫn. Phẫn cực điểm là oán, oán đến cực điểm là hận, hận đến cực điểm là phiền, phiền đến cực điểm là phát ra lửa vô minh, thiêu trụi lý trí, cảm tình, dụng sự, sẽ nổi giận, tạo thành hậu quả bất lương.
bèn mất đi đạo nghiệp. Lại chạy theo đố kỵ, tức là hận người ta có, cười người không có. Phàm là cùng học, cùng làm, cùng hành, cùng tu với nhau, đều có tâm lý đố kỵ. Vì người có tâm tranh cường, háo thắng, đều muốn hơn người, muốn thắng hơn người khác. Bằng không thì tâm ma tác quái, phát sinh đố kỵ, lại chạy theo keo kiệt không xả bỏ. Tức là chẳng bố thí, chẳng có tâm từ bi, chẳng những chẳng đồng tình sự khổ của người khác, ngược lại còn nói những lời không tốt. Lại chạy theo lừa dối, tức là trong không sinh ra có, chẳng nói lời thật, hoặc là khêu chọc thị phi, phỉ báng danh dự của người khác, tạo khẩu nghiệp, thì tương lai sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Lại chạy theo xiểm nịnh, tức là nịnh bợ kẻ khác, đây là tác phong của kẻ tiểu nhân. Người tu hành chánh pháp không nên có những hành vi như thế, nhưng bị những thế lực đó xoay chuyển, đây là nguyên nhân gì? Chẳng có chúng sinh nào có thể lìa khỏi tâm mà thọ trì chánh pháp. Tại sao chẳng những chẳng dứt phiền não, ngược lại còn sinh ra rất nhiều phiền não? Đạo lý này tôi thật chẳng hiểu, xin Ngài hãy giải thích cho rõ ràng, cứu kính là nguyên nhân gì? Bấy giờ Bồ Tát Pháp Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát Pháp Thủ dùng bài kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thủ đã hỏi. Phật tử khéo lắng nghe, Ngài hỏi như thật nghĩa, chẳng phải là đa văn vào điều pháp Như Lai. Bồ Tát Pháp Thủ nói, Phật tử xin Ngài hãy chú ý lắng nghe, tôi dùng chân tâm để trả lời những đạo lý mà Ngài đã hỏi, chân thật nghĩa quý chẳng tại nhiều mà tại tinh. Tuy nhiên, hay tụng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Viên Giác, v.v. nhưng chẳng y pháp tu hành thì chẳng lợi ích gì. Giống như nói nhiều món ăn ngon mà không ăn thì kết quả vẫn đói bụng. Ví như người làm ở ngân hàng, hàng ngày đếm tiền mà mình chẳng có xu nào. Học Phật Pháp chẳng phải cậy nhờ đa văn để có thể vào được trong pháp môn của Như Lai. Giống như Đề Bà Đạt Đa và Tỳ Kheo Thiện Tịnh đều có trí huệ lại đa văn, nhưng ngược lại họ phỉ báng Phật Pháp. Kết quả hai người lúc còn sống đọa vào địa ngục, tức là lúc còn sống bị hãm vào dưới đất, như người trôi trong nước sợ chìm mà chết khát. Nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người trôi ở trong nước lớn, tâm sinh sợ hãi, sợ bị nước lớn chìm chết, trong miệng rất khát nước, cũng chẳng dám uống nước, thà chết khát, cũng chẳng uống. Chúng sinh đối với pháp của Phật nói, chỉ có thọ trì nghiên cứu minh bạch nhưng chẳng tu hành, thì chẳng có lợi ích gì. Đa văn cũng như đạo lý đó, bác quảng đa văn, nhưng là lý luận ở ngoài ra, chẳng phải công phu thật tế, cũng chẳng phải tu hành pháp môn cơ bản. Do đó có câu, nói một trượng không bằng hành một thước. Giống như nằm trên giường mà học kỹ thuật bơi lội, nghiên cứu rất thấu triệt, minh bạch, nhưng khi vào trong nước để bơi lội thì tay chân tán loạn, nhẹ thì uống một bụng nước, còn nặng thì nguy hiểm tánh mạng. Đây là nói rõ lý luận và kinh nghiệm sai cách nhau 108.000 dặm. Phật Pháp tức là nước lớn, chúng sinh trôi ở trong nước, tức là nghiên cứu Phật Pháp, sợ bị nước lớn chìm chết, tức là vô minh, chẳng muốn xả bỏ phiền não, tức là chẳng dám uống nước, cho nên nói, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Như người bày cỗ ngon, mình đói mà chẳng ăn, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, giống như có người bày cỗ tiệc. Thức ăn rất ngon, mà lúc mình đói cũng chẳng ăn thức ăn ngon đầy bổ dưỡng, giống như người đối với Phật Pháp chẳng nhận chân tu hành, chỉ nghiên cứu văn tự bát nhã, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, biết rất nhiều đạo lý, song chẳng chịu tu hành, thì có lợi ích gì? Đa văn cũng như vậy, nói tóm lại, nói thì hay, nói thì giỏi, mà chẳng tu hành, thì chẳng phải đạo. Như người khéo chế thuốc, mình bệnh chẳng cứu được, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có vị lương y khéo bắt mạch, khéo chế thuốc, theo chứng bệnh mà hút thuốc, thuốc đến thì bệnh khỏi, có công cải tử hồi sinh, bất cứ nghi nan tạp chứng đều có thể diệu thủ hồi xuân, tế thế cứu dân. Xong lúc mình có bệnh thì bó tay không chữa được, chẳng có biện pháp, tay chân tán loạn, chẳng biết uống thuốc gì cho hết bệnh. Tại sao? Vì đầu óc của mình đã chẳng còn sáng suốt, giống như tùy đào nhọn sắc bén nhưng không thể cắt cái cán của mình,
ở trong Phật pháp tham đồ đa văn chẳng chịu tu hành, thì giống như đạo lý vị lương y trị chẳng được bệnh của chính mình. Nhưng người đếm châu báu, mình chẳng có một đồng, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người hàng ngày thấy người ta tính đếm của cải châu báu, thế người ta quản lý tiền bạc, song mình chẳng có đồng nào, cho đến nửa đồng cũng chẳng có. Ở trong Phật pháp, chỉ biết học nghĩa lý trong kinh điển mà chẳng chịu y pháp tu hành, không thể đoạn dục thử ái, thì thật tế chẳng có ích gì. Đa văn tức là đếm châu báu, cuối cùng vẫn nghèo cùng. Phật giáo hóa chúng sinh khiến cho họ tu hành chánh pháp, nếu nhận chân tu hành thì nhất định đắc được lợi ích, còn nếu chẳng tu hành thì nhất định chẳng đắc được lợi ích, cho nên nói thực hành mới là đạo. Như người sinh cung vua mà chịu đói chịu lạnh, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người sinh vào cung của nhà vua, có thể làm thái tử, giàu có bốn biển, quyền nắm thiên hạ, song ở trong cung vua chịu đói chịu khát chịu lạnh, có đạo lý chăng? Tất nhiên sinh vào nhà phú quý thì sao lại chịu đói chịu lạnh? Đây là việc không thể có. Ở trong Phật pháp chẳng chịu tu hành, chỉ biết nghĩa lý, biết vừa nhiều lại rộng mà chẳng cung hành thật tiễn thì cũng chẳng ích gì. Nghiên cứu Phật pháp, biết một chút hành một chút mới có đại dụng, do đó có câu chi hành hợp nhất. Giống như người què và người đui, người què thì thấy mà chẳng đi được, người đui thì chẳng thấy mà đi được. Nếu hai người hợp làm một, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ đạt được mục đích. Học Phật pháp tín giải hành chứng đều quan trọng, như xe bốn bánh mới có thể đến bờ bên kia. Bốn bánh mà thiếu một thì chẳng thể nào được, ngừng lại giữa đường không thể tiến về trước. Do đó giữa đường phế bỏ, như thế thì công lao lúc trước bị phế bỏ. Đa văn mà chẳng tu hành cũng như sinh vào nhà vua mà chịu đói chịu lạnh. Như điếc tấu âm nhạc, người nghe mình chẳng nghe, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như người điếc diễn tấu âm nhạc là để cùng với người khác thưởng thức, người ta nghe hay êm tai mà chính mình chẳng nghe, tấu hay hoặc dở mình chẳng biết. Âm nhạc giống như Phật pháp, có người biết Phật pháp là tốt, song mình tu hành hay không tu hành mình chẳng biết. Người điếc tấu âm nhạc hợp hay chẳng hợp nhạc phổ, âm luật đi đều chăng mình chẳng biết. Nơi Phật pháp ham cầu đa văn mà chẳng chú trọng tu hành thì cũng giống như người điếc tấu âm nhạc chẳng khác. Như mù vẽ hình tượng, họ thấy mình chẳng thấy, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như người mù lòa, vô mình rất nặng, hay vẽ rất nhiều hình tượng, song chính mình chẳng thấy, chỉ để cho người khác thưởng thức, nghe được Phật pháp, minh bạch Phật pháp mà chẳng chịu tu hành, tham cầu bác học đa văn thì cũng giống như người mù vẽ hình tượng, thật là đáng thương xót. Ví như người lái thuyền mà chết ở trong biển, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như nhà hàng hải, sống ngày này tháng nọ ở trên biển, lấy biển làm nhà, có kỹ thuật lẻo lái, có kinh nghiệm đi thuyền. Ông ta trên biết thiên văn, dùng vị trí sao đầu, có thể ở trong biển cả đêm tối biết được phương hướng, dưới biết địa lý, dùng sự lưu động và nhan sắc của nước biển thì biết nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, biết được rất rõ ràng, song lại chết ở trên biển. Tại sao? Vì kỹ thuật chưa đến cực điểm, cho nên dễ phát sinh nạn biển mà mất mạng. Người học Phật chỉ nói khẩu đầu thiền hay nói mà chẳng tu hành, chỉ cầu đa văn mà chẳng chịu tu hành thì giống như nhà hàng hải chết ở trên biển, ông ta không thể liễu sinh thoát tử. Như nơi ngã tư đường, rộng nói những điều tốt, mình chẳng có thật đức, chẳng tu cũng như vậy. Giống như có người ở tại ngã tư đường, diễn nói dạy người làm nhiều việc lành, khuyên người khắp bố thí, khiến người tu phước tu huệ, nói rất hay, đầu đầu thị đạo, cái nào cũng có lý, song chính họ chẳng có đức, chẳng có hạnh, mẹ mất đi giá trị lãnh đạo, hiệu chiêu. Chúng ta người tu đạo, mình có đức hạnh chân thật thì nói pháp mới khởi tác dụng. Đức hạnh chân thật từ đâu đến? Là từ chỗ tự lợi lợi tha mà đến. Tóm lại phải lợi ích kẻ khác, phải trợ giúp kẻ khác. Đây tức là từ bi thế trời tuyên hóa, thành thật vì nước cứu dân. Mỗi cử chỉ hành động
đều phải lợi ích chúng sinh, như thế mới sung mãn thật đức của mình. Nếu đối với Phật Pháp chỉ nói mà không tu hành, thì cũng như thế, bên ngoài khuyên người thì tốt, mà bên trong mình chẳng có thật đức, cũng chẳng ích gì. Trong Đại Trí Độ Luận có nói, đa văn biện huệ khéo lời lẽ, khéo nói các pháp truyền tâm người, mình không như pháp hành bất chánh, ví như mây sớm mà chẳng mưa. Bác học đa văn có trí huệ, nói chậm lời thô chẳng khéo léo, không thể hiển phát tạng pháp bảo, ví như có mây chẳng sớm mưa. Chẳng rộng học vấn chẳng trí huệ, không thể nói pháp chẳng tu hành tốt, là pháp sư tồi chẳng hổ thẹn, ví như chẳng mây chẳng sớm mưa. Ở trong Sa Bà Luận có nói, đa văn biết được pháp, đa văn hay lìa tội, đa văn xả vô nghĩa, đa văn đắc niết bàn. Đa văn là một đức tốt. Tôn giả A Nan là bậc nhất đa văn, ngài đời đời kiếp kiếp tu pháp môn đa văn, cho nên ký ức của ngài rất mạnh. Lúc Phật còn ở đời nói tất cả kinh điển, một khi lọt qua tai ngài thì một chữ cũng không sót. Nhưng ngài chẳng biết tu hành, cho nên chẳng có định lực. Một ngày nọ, ngài A Nan khất thực đến trước cửa nhà nữ Ma Đăng Già, thì bị cô ta dùng chú Phạm Thiên làm mê hoặc, dẫn vào trong phòng, chút nữa là phá giới thể. Trong đường tơ kẽ tóc, thì Bồ Tát Văn Thủ đi đến phụ mạng của Phật, dùng pháp lực của chú Lăng Nghiêm khiến cho ngài A Nan tỉnh lại, cứu khỏi nạn nữ. Do đó có thể chứng minh đa văn chẳng phải là pháp cứu kính, có lúc chẳng vượt qua đặng sự khảo nghiệm.